ngày 30 tháng 8 năm 2019, do ảnh hưởng của bão số 4 nên trường tiểu học Nguyệt Ấn đã bị ngập trong nước gần 1 mét. Do nhà trường đóng gần suối và cuối nguồn thoát nước của hồ Làng Pheo và hồ Đồng Tiến làm đổ tường rào và chảy vào khu vực trường. Theo số liệu báo cáo nhanh, hiện tại nhà trường có 100 mét tường rào bao quanh tường bị sập đổ. Bên cạnh đó, mưa bão cũng làm lốc và bong chóc nền nhà xe học sinh, sụt lún sân trường và sân khấu. Bàn ghế các phòng chức năng, nhà hiệu bộ do làm bằng gỗ ép bị ngập nước nên đã hư hỏng. Ngoài ra, gió mạnh đã làm một số chậu cây cảnh của nhà trường bị vỡ. Tính đến thời điểm này, tổng thiệt hại của trường tiểu học Nguyệt Ấn là khoảng 258 triệu đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn do mưa bão gây ra, nhưng tập thể giáo viên, học sinh nhà trường và các bậc phụ huynh đã cùng nhau khắc phục khó khăn để cho các em kịp đón khai giảng năm học mới 2019-2020 theo quy định. Sau khi cơn bão số 4 đã làm ngập lụt nhà trường, thì ngay sau nước rút, thì nhà trường đã huy động toàn bộ cái lực lượng cán bộ giáo viên đến để làm công tác dọn dẹp vệ sinh văn phòng nhà trường, các phòng học. Ngoài các cái lực lượng của cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh đến để cùng với nhà trường dọn dẹp rồi lau chùi các cái khu mà ngập lụt bị bùn đất lên rất là bẩn. Và cho đến giờ phút này thì đối với đơn vị nhà trường thì cũng đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, tổ chức thực hiện cái lễ khai giảng đúng theo cái kế hoạch của phòng giáo dục và Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra. Sau cơn bão số 4 vừa qua thì đơn vị nhà trường thấy là nó thiệt hại rất là nặng nề, đặc biệt là hơn 100 mét tường rào bị sập đổ. Thì cái này là một cái cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Đối với địa phương thì cũng điều kiện nó cũng rất khó khăn, cho nên là cũng rất mong là Ủy ban nhân dân huyện tạo điều kiện có cái nguồn kinh phí nào để hỗ trợ cho địa phương xây dựng cái lại cái tường rào